xin chào các bạn quay trở lại với channel của mình. Và ngày hôm nay chúng ta lại quay trở lại với mini game, mini world. Và đây là Noob. Xin chào. Ok, thì ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với một cái mini game có tên là cuộc chiến tiêu diệt sát nhân. Đó, các bạn thấy không? Trời ơi, hàng trăm sát nhân đang đứng ở ngoài đang chờ mình kìa. Đấy, nhưng mà ngày hôm nay các bạn thấy không? Sát nhân thì mặc kệ sát nhân. Các bạn thấy điều gì mới lạ không? Trời ơi, áo dài, trời ơi, tà áo dài, bộ áo dài này đã xuất hiện ở trong mini game các bạn. Đấy, một cái game gọi là quốc tế mà có một cái bộ áo dài ở Việt Nam xuất hiện đấy các bạn. Xịn sò không? À, thế nên là Noob mặc quay video luôn. Thế nên là bạn nào yêu thích thì các bạn có thể là vào mua nhá. Ok, chúng ta sẽ bắt đầu rồi. Ngày hôm nay chúng ta sẽ tiêu diệt sát nhân và sau đó nâng cấp những cái món đồ xịn sò con bò. Ok chưa? Xịn sò con bò. Và vừa vào mà chúng ta có cái gì đây? Gậy gỗ này, và một cái khẩu súng G18 à. Hình như là tiêu diệt sát nhân là chúng ta nhận được xương rồng các bạn. Được. Thay đạn luôn. Ôi giời ơi, sát nhân có ất tách là 10 và ui, máu là máu bao nhiêu đây? 75 máu thôi à? Ui, đơn giản, bắn tầm 7 viên là chết một sát nhân rồi. Tiêu diệt một sát nhân là đơn giản các bạn. Đơn giản. Ui. Trời ơi, mãi mới tiêu diệt được luôn. Rồi, chắc có lẽ mình sẽ nâng cấp súng các bạn. Ôi giời ơi, sát nhân còn lâu mới vào được. Đó, đây là cái cách mình xử lý này. Nhanh gọn lẹ luôn. Ok, ủa, bạn kia hình như là không biết tiêu diệt sát nhân rồi. Trời ơi. Đấy, à đây là bạn kia bắt đầu tiêu diệt được một rồi. Như mình tiêu diệt được 8 sát nhân rồi các bạn. Xịn chưa? Tí nữa mình sẽ chạy ra lấy cái xương sau. Đó, bây giờ cứ tiêu diệt đã. Không mà bây giờ ra là được tổng quất gia truyền luôn đấy. Được cả gọi là cả hội ui. Đấy, vừa nói xong rồi, toang rồi. Được cả hội sát nhân tổng quất gia truyền rồi. Và đây là chuẩn bị rồi. Trời ơi, 4 sát nhân đang vào tổng quất gia truyền cho mình. Ok, trời ơi, làm sao? Né liền các bạn, né liền. Ui chết ơi, sao bên này lại vào được rồi? Ây, chắc hình như mình dẫm nhầm cái. Úi dồi ôi, làm sao? Sát nhân mà ta sợ à? Sát nhân, đấy các bạn thấy không? Đó, chúng ta sẽ nâng cấp cái đầu tiên là cái súng đi. Nâng cấp lên cái khẩu súng khác đây xem nào. Có khẩu súng khác không? À đây, nâng cấp lên cung ánh sáng các bạn. Rồi, từ súng lên được cung luôn, bá cháy thật. Bá cháy luôn, ok. Ui, cung ánh sáng xịn đấy. Ui, được của nó các bạn ơi. Wow. Rồi, mạnh. Được các bạn ơi. Rồi, đây chúng ta ra nhặt. Ui, ra mình hình như mình lần này mình không sợ đâu. Ui, đông quá. Chết rồi, sai lầm tuổi trẻ rồi. Rồi, tổng quất ra truyền rồi. Ok, ra mình có cách xử lý các bạn. Yên tâm, mình xử lý được. Ui, bạn này không dám ra ngoài luôn. Ra ngoài mới chúng tôi, ra ngoài bị cú lừa chưa. Rồi, mình sẽ bắn. Bởi vì là cái súng sát nhân này nó sẽ... À đâu, mấy con sát nhân này nó sẽ chạy vòng quanh mình. Và mình có cái cung ánh sáng này, nó sẽ lẩy. Đấy, nảy này các bạn, không nảy liền. Đấy, cho dù mình bắn xí hụt một cái thôi nhưng mà vẫn ăn thua. Trời ơi, tuổi gì rồi ăn mì ngay. Tuổi gì. Rồi, mình sẽ nhảy đi. Uầy, chạy. Được nhiều. Ê, ai nó ra nhặt, trời ơi. Bạn này xấu thật. Không chịu tiêu diệt sát nhân mà cứ ra nhặt ké của mình thôi. Được. Mình hồi máu đã. Không thì bạn này nhân cơ hội ra là tiêu diệt mình lấy chiến lợi phẩm đấy. Không được. Phải tỉnh các bạn, phải tỉnh lên. Trời ơi đấy. Ui. Xịn chưa các bạn này, xịn sọ. Á. Tên này láo thật sự các bạn. Không còn gì để nói rồi, cạn lời rồi. Trời ơi, sát nhân không chịu tiêu diệt mà cứ đi ra đây để gọi là ngư ông đắc lợi là thế nào? Hả? Cái gì? Trời ơi, tôi có súng. Tôi có cung ánh sáng nha. Rồi, ui, đã lên được găng tay Thanos được cả. Ui, mới trộm của Thanos về à? Mình có nên nâng cấp lên găng tay Thanos không nhỉ các bạn nhỉ? Trời ơi, đây nhiều đồ quá. Cái này là nâng cấp lên, sau đó thì chúng ta có thể nâng cấp được lên cái gì nữa không? Súng này. Ôi, vừa lấy được nâng cấp được súng mà mình không nâng cấp này, mình nâng cấp cái cung. Không sao. Rồi, bây giờ là cung ánh sáng à, từ cung gỗ à. Mình nên nâng cấp, rồi, lên bao tay Thanos đi các bạn. Ui, nhiều đồ ra. Trong này nhiều đồ thật đấy các bạn. Sắp xếp đi. Đâu, nào, bây giờ là còn bao tay Thanos rồi. Chúng ta có thể nâng cấp được lên cái gì nữa không? Cái bao tay thì như đến đây là dừng lại rồi. Chúng ta không thể nào mà nâng cấp được. Cái này chỉ như là vũ khí dùng là mua tạm thôi. Cái gì? Ui, bao tay Thanos bắn ra viên đá vô cực luôn ạ. Wow. Ui, xịn sò thật sự các bạn ơi. Được của nó đấy. Rồi, ok, mình sẽ tiêu diệt đã. Ui, bạn kia bị độc luôn kìa. Cái bao tay Thanos này sẽ khiến cho đối phương bị độc đấy. Trời ơi, quá là xịn luôn bạn. Làm sao? Thế nào? Trời ơi, từ anh em mình thả hết chỗ này đã. Thả hết. Thả đâu đó khoảng chục sát nhân đi. Tiêu diệt cho thích. Ồ, mạnh thật các bạn. Tuy rằng là
Trời ơi, tuy rằng là 50 đam thôi nhưng mà có vẻ là độc. Làm sao, định lấy cái gì, định ra lượm đồ á? Tại sao bạn này lại có cái thói là xấu thế nhở? Lượm đồ hoài luôn. Có cái ông ở team mình. Trời ơi, ông team mình lại cũng định ra đây lượm à? Trời ơi, có làm thì mới có ăn. Trời ơi, không có làm là chỉ có đi hót đất thôi. Đi bốc bốc ba chấm thôi. Lười quen thân. Rồi, giật cả mình. Trời ơi, sao bạn này to thế? Trời ơi, bạn này vẫn sang đây các bạn. Vẫn cái thói sang đây, tại sao bạn này xấu thật? Rồi bây giờ mà chúng ta sẽ nâng cấp kiếm đi. Nâng cấp kiếm cho được được nhiều bạn. Rồi kiếm đá, kiếm sắt, kiếm vàng, kiếm kim cương. Kiếm kim cương rồi. Hết rồi. Rồi là hết rồi. Bây giờ chờ bạn này. Sao vẫn chiến à? Vẫn tịch chiến các bạn ơi. Trời ơi. Không thả là thế nào? Không chịu thả xong rồi để tiêu diệt. Rồi mình sẽ thả thật là nhiều bạn. Thả thật là nhiều để chúng ta. Rồi, ok, mới vào cái gì, mới vào là mò, không được mò ra đây nha. Mới vào mà mò ra đây lút đồ là không có được nha. Không có được nha. Trời ơi, cứ nhân cơ hội là. Rồi, chúng ta sẽ nhặt hết này. Ui, mình 160 mấy điểm. Mới vào là ra đây lượm đồ là không có được nha. Xấu tính nha. Trời ơi. Mới vào với chúng tôi này, mới vào với chúng tôi này. Đấy các bạn thấy không, mình không muốn tiêu diệt đâu, mình đang tiêu diệt sát nhân cho mấy bạn này. Cứ ra đây lượm đồ của mình thôi, buồn hết sức. Rồi. Giờ chúng ta sẽ nào, nâng cấp lên kiếm ngọc lục bảo này, kiếm ruby rồi. Hình như là cái kiếm ruby là có sức tấn công 45 rồi các bạn. Trời ơi, sắp vượt qua đến cái ui, bạn này làm cái gì đấy? Ông này làm cái gì đấy? Trời ơi, sao bạn này, mấy bạn này không tiêu diệt sát nhân nhỉ, là sao? Trời ơi, trong tay không có sát nhân à. Rồi, ok, chúng ta sẽ cứ đứng đây thả đi. Rồi, chúng ta sẽ thả hết. Đấy. Mình sẽ cố gắng nâng cấp lên cái kiếm VIP nhất. Cái này, cái bao tay Thanos, cái găng tay này nó chỉ dùng tạm thôi bạn. Là chỉ dùng tạm thôi. Một tí nữa mình chúng ta mới dẫn ra đây nhặt được các bạn ạ. Cay thật sự mà. Tại sao mấy bạn này? Trời ơi, hu hu, cái gì mà hu hu. Trời ơi. Đấy các bạn, nó khổ quá. Rồi, chúng ta sẽ nhặt hết mấy cái này. Hù hù cái gì, hù hù cái gì. Trời ơi, không chịu nhặt gì cả. Không chịu tiêu diệt. Uầy, kiếm thạch anh tím này. Ok, chúng ta sẽ lên đến được kiếm thạch anh tím rồi. Bây giờ tiếp tục là đến uầy, cái này có cả súng dòng lửa đêm à. Uầy, nhiều súng xịn xò con bò lắm các bạn ạ. Trời ơi, cái này là phải có ấy cơ. Cái này phải có. Ê, gì đấy, làm cái gì đấy. Trời ơi, cái này có phải là giao lưu gọi là kết bạn bốn phương đâu mà vào đây không chịu. Trời ơi đấy các bạn không, kết bạn bốn phương đâu mà vào đây chào hỏi cái gì mà ghê gớm vậy. Sang tận cả team của mình để đứng. Rồi, chúng ta sẽ nhặt hết chỗ này. Nhặt hết. Đó, ngon lành cảnh đào ngay. Nâng cấp lên cái kiếm nào. Chưa nâng cấp được bạn. Nên kiếm này là chúng ta cần 50 cơ. Ok, 50 đây. Tiêu diệt mấy con hai con sắt à đâu. Đây, hai bé này nữa. Bây giờ chúng ta gọi là bé. Trời ơi, bé sát nhân. Trời ơi, thả hết đi. Đấy, vẫn là thanh niên kia. Vâng. Rồi, mình cứ thả đi các bạn. Mình cứ thả đi. Thả cho thanh niên kia làm được gì thì làm đi. Đấy. Rồi, không xem có bị quất cho tới bến không. Bị quất cho tới bến không. Trời ơi. Rồi, mình đứng đây đã. Tiêu diệt mấy con sát nhân ở ngoài đã. Đấy, rồi chúng ta sẽ không chịu nâng cấp đồ. Trời ơi. Rồi, chúng ta sẽ ra đây lượng. 42 rồi. Có vẻ nâng cấp lên món đồ VIP nhất là hơi bị khó đấy các bạn. Không phải dễ đâu. Về nhặt hết đi. Ui, mình có rất là nhiều các bạn. Rồi, nhặt hết. Ô, trong này vẫn có một sát nhân này. Sát nhân đứng đây làm cái gì không biết. Rồi bây giờ chúng ta ui, kiếm hắc ám các bạn. Sợ thật, kiếm hắc ám rồi. Trời ơi, súng rồng này. Nhiều kiếm xịn lắm các bạn. Kiếm hắc ám rồi, 64 nữa chúng ta lên được kiếm máu. Kiếm này đẹp thế. Trời ơi, hoàn toàn là vằn luôn à. Wow, kiếm này nhìn như kiểu là đống dây ấy. Đống dây dợ quấn quanh cái kiếm ạ. Bắt nạt trẻ con kìa đấy. Trời ơi, trời ơi. Trời ơi, bị mang tiếng lắm.
bắt nạt trẻ con đấy các bạn ơi, khổ quá mà. Trời ơi, khổ quá mà. Mang tiếng là bắt nạt trẻ con. Mình đang tiêu diệt sát nhân ở đây mà bắt nạt cái gì. Rồi, chúng ta sẽ tiêu diệt sát nhân để chúng ta nhặt. Đấy, nhặt ngay, lượm liền. Về nhà nâng cấp đồ thôi. Ủa, sao mấy bạn kia không có cái để thả sát nhân à? Mình nghĩ là có chứ. Hay mấy bạn đấy không thả ta? Rồi, chúng ta có kiếm máu này. Tiếp đến là chúng ta sẽ nâng cấp được cái kiếm tiếp theo là kiếm cái máu xong rồi. Ui, súng các thứ nhìn hoành tráng thế. Rồi, kiếm mặt trăng các bạn cũng gần 65. Tính ra ít thôi. Sao? Trời ơi, Dí mình kìa. Gì đấy? Mấy ông này ra đây làm gì đấy? Ủa? Trời ơi, rõ ràng là... Rồi, chúng ta sẽ thả mấy cái này ra. Đó, mình sẽ thả thật là nhiều ạ. Thả thật là nhiều luôn. Ok, 30 mấy rồi, thả càng nhiều càng tốt quá. Ủa? Thế là mấy bạn kia, team bên kia không có cái thả sát nhân à? Rõ ràng là mình thấy là có súng kiếp các thứ mà. Trời ơi, không có thả sát nhân à? Rồi luôn, chắc là không có rồi các bạn ơi. Chắc là map này bị lỗi rồi sao ấy. Mình không thấy mấy bạn kia thả nha. Hay là mấy bạn đấy không chịu thả nhỉ? Hay mấy bạn đấy không biết thả ta? Trời ơi, hay mấy bạn đấy sợ sát nhân? Có lý. Rồi chúng ta sẽ nhặt đi, kệ mấy bạn đấy đi. Chúng ta nhặt chế đồ VIP đi. Uầy, nhiều quá. Nhiều quá các bạn ơi. Uầy, thoải mái luôn. Bao nhiêu rồi? Uầy, hơn một stack rồi. Nhăn. Lượm. Mình vứt cho bạn ấy, để bạn ấy thả đi. Đó. Ê, ghét nhờ. Nhìn kìa, Bắn lén à? Đâu có mà. À, trong kia có thả được mà. Rồi, ok, chúng ta nhặt mấy cái này đi. Rồi, mình được hơn một stack rồi. Rồi, chúng ta nâng cấp lên kiếm mặt trăng này. Ôi, ôi, nhiều quá. Cái gì đấy? Rồi, ok. Bắn mấy cái này. Thế nào mình nâng cấp được tiếp không? Rồi, lên được kiếm mặt trời các bạn. Kiếm mặt trăng xong kiếm mặt trời rồi. Ui ôi, nâng cấp kiếm này mệt dã man luôn. Sợ thật, để kiếm trái đất nữa. Ui, lắm kiếm thế. Còn kiếm trái đất nữa các bạn. Đi từ mặt trăng, mặt trời. À đây, có đây đây. Trời ơi, mấy bạn này có hết mà. Ok, rồi chúng ta sẽ bắn hết cái này đi. Mấy bạn này có, rõ ràng có hết mà đấy. Mấy bạn này có để thả mà mấy bạn này không chịu thả này. Trời ơi, bảo sao không chịu thả. Trời ơi, đấy. Trời ơi. Rồi chúng ta về nâng cấp đồ đây. Về nâng cấp đồ thôi. Rồi, vẫn chưa lên được các bạn. Kiếm tiếp theo là chúng ta sẽ lên được kiếm. Nhiều kiếm quá, kiếm trái đất rồi. Đây, bè lên kiếm trái đất. Bè chúng ta gần 90 các bạn. Mấy bạn này có hết mà. Rồi, chúng ta sẽ đánh nhặt. 90, 60, 80. Xíu nữa. Thiếu xíu nữa. Mình nhặt hết đi. Nhặt hết. Ok, 90 đủ rồi. Về nâng cấp thôi. Bây giờ lên được kiếm trái đất rồi. Ui, đúng là cả một quá trình gian nan các bạn. Nên được lên được cái kiếm VIP là thề luôn là lâu lắm luôn đấy. Rồi bây giờ lên được. Ui, kiếm cầu vòng cần 100 luôn à. Ui giời ơi, chém cái luôn. Ôi, cần 100 luôn các bạn ơi, khó nhờ. Rồi bạn kia chắc là bạn này không biết chơi rồi. Bạn này không biết chơi nên là không biết thả cái này ra rồi. Rồi, thả càng nhiều càng vui bạn. Càng đông càng vui. Và chúng ta ăn vào chúng ta chạy. Càng đông càng vui các bạn đây. Thả càng đông ra càng vui. Như hội chợ đây. Ui nhưng mà cái kiếm cùi bắp thế. Cùi bắp dã man luôn. Ôi ôi, chạy, run. Càng đông càng vui, chạy,
mình sẽ cố gắng là lượm 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 nhanh nhất có thể bạn. Ui hay quá, team mình như bị tiêu diệt rồi. À đâu team bên chứ. Rồi chúng ta cứ để cho đi châu bò đánh nhau đi, châu bò đánh nhau là ruồi muỗi có lợi. À mình nhặt được bao nhiêu rồi, cần khá là nhiều đấy bạn. Ui ui ui, bày hết vào người mình, bày hết vào người mình à, thích tật. Rồi ngon lành cành đào các bạn. Bây giờ mới được một stack hơn là 100 các bạn, cần 100 cơ. Trời ơi các bạn này không chịu thả các bạn, khó hiểu thật. Rồi chúng ta sẽ nâng cấp. Ui, cố gắng lên để kiếm VIP nhất nè. Ấy đừng, đừng chết, đừng chết, còn một xíu lại. Ừ rồi luôn, rồi luôn, mấy bạn kia cứ ra đây lại chết, ra đây lại chết. Rồi đã nhặt hết mấy cái này đi. Ok đó, bạn này còn nhiều mà, thoải mái. Đứng đây bắn này, đứng đây bắn này, hay quá bạn ơi, đồng đồng đội tốt thế. Trời ơi cày thật sự các bạn. Đấy bây giờ làm sao, sao chấp luôn, chấp luôn các bạn. Rồi vào nâng cấp được kiếm cầu vòng đây rồi. Úi trời ơi mệt thế. Cuối cùng cũng nâng cấp được cái kiếm cầu vòng. Và cái kiếm cuối cùng của chúng ta đó là kiếm gì, kiếm cầu vòng xong đến kiếm gì. Rồi kiếm này, ui cần thêm kiếm trái đất nữa là kiếm cầu vòng siêng cấp sát thương cận chiến 50. Ủa nó lại cùi hơn à, cái này là sát thương 100 mà. Trời ơi tính ra nó không VIP lắm các bạn. Ok tiêu diệt mấy cái này đi. Wow ui đánh một cái chết luôn này bạn, mạnh dã man luôn. Thả đi, thả 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 này. Rồi ok cho bạn ấy thả đấy, bạn ấy thả là mình cứ tiêu diệt thôi. Rồi ok đấy, đồng đội là phải như thế bạn. Rồi cái này là chém one hit luôn các bạn, bởi vì là con này có 75 máu rồi, mình sát thương 90 đó, bạn biết là độ xịn sò con bò nó như thế nào rồi. Ok tiêu diệt liền, tiêu diệt liền, không làm mà đòi có ăn, không làm mà đòi có ăn, ghét tật. Đấy cùng ánh sáng này thì cùng ánh sáng này. Rồi chúng ta sẽ nhặt hết mấy cái này đi. Wow mình không thích bắn nhau, mình không thích bắn nhau, mình không thích tiêu diệt, mình đang muốn nâng cấp đồ VIP. Rồi mấy bạn kia vẫn bị độc ạ, bắn liền, bắn nó không trượt cái nào luôn. Rồi bây giờ chúng ta khó nha, nâng cấp được lên cái kia là khó nha. Ui bây giờ súng nào, thử xem là từ cái súng này này lên là súng AK này, súng AK hắc ám này, AK lửa này. Wow nhiều thế, AK lửa luôn, chắc là bắn nó gây sát thương lửa bạn, gây cháy các bạn. Ôi, AK lửa bắn gây cháy luôn à. Wow làm sao, làm sao bắn không trượt cái nào luôn. AK lửa mình sẽ nâng cấp, chắc là mình không nâng cấp cái kiếm nữa đâu các bạn, cái kiếm như thế là ok rồi. Mình cảm thấy rằng nâng cấp cái kiếm cầu vòng siêu cấp bây giờ nó lại còn bị hạ cái sát thương thì đang 90, chắc là cái kỹ năng nó sẽ nhanh hơn. Làm sao cái kỹ năng nó nhanh hơn nhưng mà cùi bắp về sát thương cận chiến, thế nên là mình chết luôn. Thế là mình không nên các bạn, mình nghĩ là mình không nên, không nên các bạn ơi. Ăn đồ ăn, ăn đồ ăn, trời ơi chết liền, tuổi gì đã ăn mì ngay. Mình sẽ ra đây nâng cấp xem cái súng nào. Ui súng rồng bóng đêm ạ. Wow xịn thế, nhìn thôi súng rồng bóng đêm ạ. Tiếp đến là gì đây, ui súng rồng thần. Trời ơi nhiều loại súng dã man luôn các bạn ơi. Đây là súng rồng bóng đêm rồi này, lên được súng rồng thần à, súng siêu rồng thần dã man vậy. Súng đây, súng siêu rồng thần, bây giờ cần súng rồng thần. Ui nhiều loại súng thế. Ui đây súng rồng các bạn. Wow súng này bắn như kiểu súng lục ấy, nhưng mà được cái là nó mạnh. Trời ơi trời ơi bắn khét lẹt luôn. Hồi team bên kia 65 rồi, quên team mình gấp 10 lần nữa, 600 điểm sợ thật. Ok thì có lẽ rằng là clip ngày hôm nay đến đây là kết thúc thôi. Và ngày hôm nay thì thực sự là nâng cấp mấy cái món đồ ở đây phải có, mình nghĩ rằng là phải có đồng đội trợ giúp các bạn, kiểu như là một người thả sát nhân và một người tiêu diệt thì mới có thể nâng cấp nhanh được, chứ không nếu một mình rất là khó luôn. Đấy nâng cấp mãi mới được cái kiếm này, cái bao tay này, cái cung này,
cái súng rồng này. Đấy, bạn nào muốn nâng cấp VIP thì mình nghĩ rằng là khuyên là có một cái đồng đội thật thật là siêu xịn sò nhá. Ok, nếu bạn yêu thích thì đừng quên để lại một like nhớ đăng ký kênh của Noob nha. Và đừng quên mua cho mình một cái trang phục, đó là tà áo dài xịn sò này. Đấy, siêu đẹp này. Và xin chào, gặp lại. Bye bye.